một con một mấy, một con một mấy, một con một hai đúng không? Đúng rồi. Ông bữa con chửi Út á. Chửi Út gì? Cãi với Út, cãi với bà Út chứ chửi gì? Cãi sao? 5 4 kìa, Dương Ba làm Dương Ba coi kìa, cầm điện thoại lên cho bạn thấy. Bằng ba, bằng ba, bằng chóp, bằng chín, bằng bảy, bằng bảy. Nói Dương Ba ghẹo nữa. Bằng chóp, bằng bằng ba. Trời ơi, bằng ba chứ. Bằng ba chứ. Hôm bữa hôm con có đợi chú cứu hộ, con là con một trang, con là với ba, con đợi chú cứu hộ mọi người. Kìa Dương Ba có biết không biết tính thì là hỏi sửa tính cho. Một con một mấy? Một con bằng mấy? Một con một bằng bằng bốn. Hồi bữa nói là sao? Bằng cộng bằng mấy bằng bốn? Bằng chín nè, bằng sáu, bằng to. Bằng mấy? Con bằng mấy? Bằng hai. Bằng hai, bằng bảy. Dương Ba biết tính đi, sửa tính cho. Dương Ba bài nào không tính biết tính sửa tính cho. Được không? Được không? Bài nào không biết mà tính, Dương Ba không biết tính đưa sửa tính cho. Bảy nào? Bảy. Bảy. Ở đây con đứng đi đâu rồi? Đẹp điện thoại vô. Nè mấy đứa coi điện thoại nè, pin không có coi. Nè coi, với pin lớn coi. Chơi trò chơi đi tụi con, đừng chơi điện thoại hoài nhiều quá. Ông già bí bò luôn nha. Thế Vĩnh nè, tất cả tụi con chào quý khán giả nè. Dạ anh chào ông bà cô chú quý khán giả. Tụi con chào Dương Ba đi. Chào Dương Ba. Chào Dương Ba. Chào bí bò, Dương Ba. Đó cái anh pin mập lấy thanh long của sữa nè, hay chơi game lắm nè. Ảnh mới có 6 tuổi mà pin 7 tuổi mà ảnh bự hơn anh pin nè. Rồi, Dương Ba không biết tính đi, sửa tính cho. Bằng mấy? Bằng 7. Còn bằng 1, chờ bằng 7. Rồi bằng 2. Bằng 7, bằng 2, trời ơi nội. Ghẹo quá. Đúng rồi. Vậy là tính hai. Trời ơi. Dạ nhưng mà con trai. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Hỏi là bà nào Dương Ba không biết tính nữa không? Ủa Dương Ba đang ở đâu vậy? Dương Ba trong nhà. Dương Ba. Bà nào Dương Ba không biết tính đâu, kêu Dương Ba chào quý khán giả coi. Rồi con không đưa cái mặt con lên. Ủa nước rồi. Tránh ra, tránh ra cái chỗ đó. Trời ơi. Cái máy lạnh gì vậy? Băng cộng. Dương Dương băng bay. Trời ơi nội. Con làm gì không biết đứng sai hả trời. Con quá quý khán giả có ai không biết cầm tiếng cầm để sửa cầm. Băng cộng bằng máy á. Con đi đâu vậy? Ở đây đi con. Ở đây đi con. Ở đây chơi. Điện thoại của ai? Ở trong, vô trong trong phòng chơi. Vô đây đi, tối thui à. Vô trong trong. Bằng 7, vô bằng cộng bằng 2. Vô trong bằng 2 trong phòng. Bằng mấy? Vô trong phòng. Bằng 4. Vậy là bằng 9. Bằng mấy? Cuối cùng bằng mấy? Đúng rồi. Bà ngoại đang coi cái clip sữa. Nó đang chỉ Dương Ba nó cộng nè ngoại. Chị ơi, chị Dương Ba ơi. Cái Dương Ba bài nào Dương Ba không biết không? Cha cũng không hiểu cái tính của con là cái gì nữa.
Rồi đi. Bà ngoại ở sát bên sữa chứ ngồi làm coi liếc cái sữa. Giờ bằng hai. Đúng không? Giờ bằng cũng cộng bằng mấy á? Hai cái tay. Đi mẹ con bông bỏng chứ. Chiều giờ giống thằng đồng toán học chứ bộ giỡn. Đi mẹ con bông bỏng. Chị ba thì con cộng quá trời cộng mà không hiểu. Cộng sai chắc lắc. Không hiểu. Em bông bảy. Trời ơi không biết tính trai à. Thôi nhưng mà cười xíu biết sữa. À đừng con đừng có lấy dép vậy. Dép rồi con. Rồi hồi bao nhiêu ba không biết cộng nào nữa không? Đừng. Lấy dép khoe dép ba hả? Đừng con. Hỏi chúng ba còn biết không cộng nào nữa không? Hả? Kêu chú ba, chú kêu ba chào quý khán giả ơi. Chưa chào quý khán giả nữa kìa. Không. Dép, dẹp, dép đi. Dụng ba kêu à? Dụng ba kêu kìa. Dạ. Dép màu hồng. Màu hồng. Màu hồng năm tính đẹp. Màu đỏ bi đê. Cái này màu đỏ bi đê. Màu đỏ bi đê. Chú Hảo cũng bi đê luôn. Không, dụng ba là con trai. Không phải, chúng ta là con trai. Con trai gì dùng ba mà dép màu gì? Đừng cầm tay con. Màu xanh lá. Màu vàng. Còn màu hồng, năm tớn học cũng vừa. Lấy màu đỏ nè, lấy màu đỏ đẹp. Lấy màu đen nữa nè. Dơ nha, tay dơ hồi đừng có đưa vô miệng đó. Dưa con. Dương ba thích màu hồng kìa. Con trai mà. Con trai mà thích màu hồng. Con trai mà. Mét của ba, mét của ba đây. Mét của ba coi Dương ba đều thích màu hồng kìa. Trời ơi, Dương ba là con trai mà thích màu hồng kìa. Mét của ba đi con. Cô ba ơi. Dương ba nói đúng ta con kìa. Dương ba kỳ quá à. Rồi hai đứa một tóc. Dương ba kêu vô cho hết hết dịch qua Dương xuống Dương ba cũng vừa. Hỏi Dương Dương ba. Dương ba chừng nào về nội? Để mình về nội mình chơi luôn. Hỏi Dương ba chừng nào về nội? Đậu mắm nữa. Hỏi Dương ba chừng nào về nội? Hỏi Dương ba chừng nào về nội? Té con. Té. Hỏi Dương ba chừng nào về nội con? Về nội rồi cái cha với con rồi về nội chơi. Đây. Tránh ra. Thấy không? Trời ơi, con xô vậy con té con ơi. Đừng. Đừng đi lung tung, đi lung tung. Đừng con. Dơ dơ. Sữa ơi. Nói chuyện với bí ba đi, chỉ bí ba cộng đi. Nói chuyện với bí ba. Bí ba. Bí ba không biết cộng hả? Bà ba. Ba đâu? Sữa gì ba. Ngày nào cũng gọi về cho nội. Chú ba, chú ba với chú Tư nói chuyện. Thế Vĩnh cũng gọi. Gọi nói chuyện kết nối rồi chứ. Dạ. Nói chứ không có điều kiện ở gần. Thì ở xa thì phải thường xuyên liên lạc để nói chuyện. Để giữ tình cảm. Chứ thôi mà lâu lâu gọi, lâu lâu mới gặp. Từ từ nó nhạt nhòa lắm. Anh em mà. Dạ. Cho nên là Phương Dừa đã, từ nhỏ Phương Dừa đã tập cho Thế Vĩnh với trà sữa là mỗi ngày phải gọi về cho ông bà nội. Ông bà ngoại thì ở gần thì gặp ông bà ngoại thường xuyên rồi. Cho nên là ông bà cô chú anh chị là thấy là trà sữa Thế Vĩnh lâu lâu mặc đường lâu lâu về nội nhưng mà rất là thân quen. Lâu lâu mà không về không gọi đây. Là hai đứa thường gọi nội nói chuyện hoặc là lâu lâu mà không có về thì có đầu về nội chơi. Cái dạ? Chị ba làm xấu hả? Tôi nói chuyện gì đó. Giỡn. Dạ thôi để cho trà sữa nói chuyện ha. Chào tạm biệt quý khán giả nha con. Ông ơi chơi chúng. Hẹn gặp lại. Đợi cô ca nha. Dạ cảm ơn.
nhớ gì coi nữa. À dạ, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, cảm ơn rất nhiều ạ. À. Bye bye. Nói cô ba Dương Ba chào tạm biệt quý khán giả nè. À chào cô ba chào tạm biệt quý khán giả nha. Dạ cảm ơn. Dạ xin chào tạm biệt. Dạ bye bye. Cảm ơn. Dạ chào tạm biệt quý khán giả. Dạ cảm ơn ạ. Đi đâu con, mang dép đi chơi đi. Xin chào tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại quý khán giả trong một video tiếp theo ạ. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe.